Xin chào các bạn, mình là Hà Linh. Cuối cùng thì mình cũng ngồi đây và làm cái video này. Mình đã hứa từ hơn một năm trước là mình sẽ có một cái video riêng với anh Ocean Vương cũng như những cái tác phẩm của anh ý. Thế nhưng mà mình cứ lần lữa mãi. Và cuối cùng thì cái động lực nó đã đến vào ngày hôm qua khi mà mình xem cái post của Ocean Vương ở trên Instagram của anh ý, là cái cuốn sách On Earth We Are Briefly Gorgeous của anh ý đã được Nhã Nam dịch ra tiếng Việt, và nó đã có một cái bìa với cái tên là Một Thoáng Ta Rực Rỡ Ở Nhân Gian. Thì mình bảo thôi, bây giờ nhất định là mình phải làm cái video này rồi. Mình nghĩ ở đây sẽ là một cái video khá là dài, bởi vì mình có rất rất nhiều thứ muốn nói về Ocean Vương và sách của anh ý. Thế nên là chúng mình cũng bắt đầu luôn nhé. Thì đầu tiên mình muốn nói về cái nguyên do mà mình biết đến Ocean Vương, cũng phải cách đây đến khoảng 2 năm rưỡi rồi. Mình là một cái người mà mình rất hay xem các cái show truyền hình, những cái talk show của Mỹ. Thì hôm đấy tự nhiên mình thấy là cái show của chú Seth Meyers có một cái buổi phỏng vấn với một người tên là Ocean Vương. Thì dựa vào cái họ Vương ấy, thì mình đoán là đây là người Việt Nam. Thế là mình click vào mình xem, và đúng là như vậy. Thì mặc dù cái clip mà họ post trên YouTube đấy nó chỉ có 7 phút thôi, cái buổi phỏng vấn rất là ngắn, thế nhưng mà mình đã cực kỳ ấn tượng với cả cái nhân vật ngày hôm đấy là Ocean Vương. Thì cái thời điểm mà cái chương trình để phát sóng ấy, thì là cái cuốn sách On Earth We Are Briefly Gorgeous mới được xuất bản, và đó là cái cuốn tiểu thuyết đầu tay của Ocean Vương. Tuy nhiên là trước đấy thì anh này đã có một số những cái cuốn thơ khác cũng khá là gây được tiếng vang. Có ba cái điểm mà mình rất là ấn tượng về cái cuộc nói chuyện ngắn hôm đấy. Thứ nhất ấy, là khi mà được Seth Meyers hỏi là tại sao đây là một cuốn fiction, một cuốn tiểu thuyết, một cuốn sách hư cấu, nhưng mà nó lại có rất nhiều những cái yếu tố, những cái chi tiết lấy ra trực tiếp từ cuộc sống thực của Ocean Vương. Thì anh ấy trả lời là I want to start with truth and end with art. Tôi muốn bắt đầu bằng hiện thực, bằng sự thật, và kết thúc bằng nghệ thuật. Thì mình thấy đây giống như là một cái tuyên ngôn về nghệ thuật của anh ấy. Kiểu mình thấy rất là hay, rất là thú vị. Và anh ấy có một cái cách diễn đạt những cái suy nghĩ của mình theo một cái cách rất đặc biệt, và thể hiện là cái sự lựa chọn về ngôn từ cũng như là những cái suy nghĩ của anh ấy được sắp xếp một cách có chủ ý. Và cái cuộc nói chuyện đấy mặc dù rất ngắn như thế, nhưng mà nó thể hiện rất nhiều những cái suy ngẫm, những cái chiêm nghiệm của Ocean Vương về ngôn ngữ, về văn học, về văn hóa, trong đó có văn hóa Mỹ. Và nó dẫn đến cái điểm thứ hai mà mình rất là ấn tượng trong cái buổi đấy, là anh ấy nói về cách mà ngôn ngữ được sử dụng để thể hiện cái sự thành công của một người, đặc biệt là người đàn ông trong xã hội. Cái ngôn ngữ tiếng Anh ấy, cái ngôn ngữ đấy nó sử dụng rất nhiều những cái từ ngữ mang tính bạo lực, mang tính tàn phá, mang tính chết chóc để thể hiện sự thành công. Ví dụ you are killing it, you smash it, bạn đang làm rất tốt đấy, bạn tuyệt vời quá. Thế thì cái đấy, cái ý nghĩa của cái sự biểu đạt đấy là như thế nào khi mà chúng ta dùng những cái từ về bạo lực, mang tính chết chóc, mang tính phá hoại như thế để nói về sự thành công? Thì anh ý cho rằng là cái cách biểu đạt đấy nó sẽ ảnh hưởng đến cách mà mọi người nhìn các cái vấn đề trong xã hội. Thì đấy là cái điểm thứ hai mình rất ấn tượng. Và cái điểm thứ ba ấy, là đến cái cuối cái buổi phỏng vấn thì chú Seth Meyers này có nói là tôi biết là có thể là bạn, mẹ của bạn đang xem cái chương trình này, thì bạn có muốn nói điều gì đấy với mẹ bạn mà mẹ bạn có thể hiểu được không? Thì anh ấy đã nói với mẹ bằng tiếng Việt một cái lời cảm ơn và một cái lời yêu thương đối với mẹ anh ấy bằng tiếng Việt. Và không hiểu sao mình xem cái giây phút đấy thì mình rất là cảm động, mình kiểu rơi nước mắt, bởi vì cái giây phút đấy, một cái tiếng ngôn ngữ mẹ đẻ của anh ý và cái tiếng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình được cất lên trên sóng truyền hình của Mỹ với cái lời tri ân dành cho người mẹ, mình cảm thấy nó rất là xúc động, nó rất là kỳ diệu, nó rất là powerful, một cái giây phút mà nó gây rất là nhiều cảm xúc và cảm hứng cho mình. Đấy là ba cái điểm mà mình ấn tượng nhất trong cái buổi hôm đấy. Anh ấy trò chuyện rất là hóm hỉnh, anh ấy rất là dễ thương, rất là khiêm tốn, nhưng mà anh ấy cũng có một cái chiều sâu trong nội tâm và có một cái suy nghĩ mang tính triết lý rất là cao. Mình có thể thấy cái điều đấy qua cái buổi nói chuyện đấy. Sau khi mà mình xem được cái clip ngắn đấy thì mình kiểu cực kỳ gọi là hào hứng, cực kỳ tò mò về cái nhân vật này, và mình đã lên mình Google ngay xem đây là ai. Và mình phát hiện ra là
cái chương đầu tiên trong cái cuốn On Earth We Are Briefly Gorgeous của anh ấy được đăng ở trên The New Yorker, là một cái tạp chí cũng nổi tiếng ở Mỹ. Thế là mình có đọc thử cái đoạn đấy và wow, mình thấy là đây là một cái ngòi bút rất là có sức nặng. Cái đoạn đấy là một cái lá thư anh ấy gửi cho mẹ, và mẹ anh ấy thì không biết tiếng Anh. Nó thể hiện một cái tiếng nói, một cái tiếng nói của một cậu thanh niên, một cậu thanh niên đồng tính, với rất nhiều những cái nỗi đau, những cái ám ảnh trong quá khứ về chiến tranh của bà và mẹ anh ấy. Cùng với đó là những cái trăn trở băn khoăn về cái tuổi vị thành niên, về cái cuộc sống xung quanh ở nước Mỹ, về những cái mối quan hệ mà anh ấy có. Và mình thấy đấy là cái điểm rất đặc biệt bởi chính cái danh tính của cái nhân vật ngôi thứ nhất ở trong cái tác phẩm đấy. Mình đã làm hai việc sau đấy. Thứ nhất là mình đã phát hiện ra là anh ấy có một cái buổi book talk nói chuyện về cái cuốn sách On Earth We Are Briefly Gorgeous ở Harvard Bookstore. Và mình quyết định là mình sẽ đăng ký tham gia cái chương trình đấy. Và cái thứ hai là mình vào ngay thư viện trường mình và tìm sách của anh ấy. Thì tại thời điểm đấy thì cái cuốn tiểu thuyết nó mới ra, cho nên là mình chưa tìm thấy ở trong thư viện. Thế nhưng mà nó có quyển thơ của anh ý, quyển Nice Guy with Exit Wounds, mà nó cũng có cái bản dịch tiếng Việt tên là Trời đêm những vết thương xuyên thấu. Thì thực ra mình nói nhanh một chút thì mình cũng không đồng tình với cái cách dịch cái từ exit là xuyên thấu lắm, tại vì mình nghĩ exit ở đây là lối thoát. Nhưng mà dù sao thì cái việc dịch thơ rồi dịch tiếng Anh nó cũng rất là khó. Thì rất là tình cờ là cái ngày hôm sau thì mình lên máy bay bay tới Hartford, Connecticut, chính là cái nơi mà anh ấy đã lớn lên, cái tuổi thơ của anh ấy diễn ra ở đấy. Thế là mình đã đọc cái cuốn thơ trên máy bay. Nếu mà nói là mình hiểu hết tất cả những cái từ ngữ, cái cách diễn đạt, những cái ý nghĩa, những cái xúc cảm của nó thì cũng không hẳn. Bởi vì thực sự là đọc thơ rất khó, mà đọc thơ mà không phải bằng tiếng mẹ đẻ, đối với mình đọc thơ tiếng Anh đối với mình vẫn là một cái thử thách rất là lớn. Tuy là mình không hiểu hết mọi thứ và nhiều cái mình thấy rất mơ hồ, thế nhưng mà cái quyển thơ đấy nó cũng để lại cho mình rất nhiều những ấn tượng, những cái đoạn mà mình cảm thấy rất hay, nó chạm đến một cái phần gì đấy trong cái con người mình mà gây xúc động cho mình. Mình sẽ muốn đọc một số đoạn mà mình nhớ ở trong cái quyển đấy. Thì đầu tiên là một cái bài thơ tên là Threshold. I didn't know the cost of entering a song was to lose your way back, so I enter, so I lost it all with my eyes wide open. Cái bài thứ hai mà mình gọi là chép lại ở đây là Immigrant High Boon. Thì có một câu như này: If you must know anything, know that the hardest task is to live only once. Nếu mà bạn cần phải biết một cái điều gì đấy thì hãy biết rằng cái nhiệm vụ khó khăn nhất là cái việc chỉ được sống một lần. Mình tạm dịch như thế. Thế một cái bài nữa tên là Homewrecker. Thì có một đoạn như này: Which is to say, this is how we dance, alone in sleeping bodies. Which is to say, this is how we loved, a knife on the tongue turning into a tongue. Và cái đoạn cuối cùng mà mình nghĩ là cái câu này khá là nổi tiếng thì trong một bài tên là Someday I Love Ocean Vương: The most beautiful part of your body is where it's headed, and remember, loneliness is still time spent with the world. Ngay cả khi cô đơn thì vẫn là một khoảng thời gian mà bạn dành cho thế giới. Dịch ra nghe rất ngu, cái lời tiếng Anh nghe hay hơn hẳn. Đấy thì đấy là mấy cái đoạn mà mình rất ấn tượng về cái tập thơ đấy. Cái tiếp theo mà mình muốn kể là cái buổi mà mình đi đến cái buổi nói chuyện của anh Ocean Vương. Thì phải nói là đấy là một cái buổi chiều mà rất đáng nhớ đối với mình. Thì cái buổi nói chuyện của Ocean Vương nó diễn ra ở cái nhà sách của trường đại học Harvard, và mình phải đi 1 tiếng rưỡi thì mình đến được đấy. Thì mình vì đi xa như thế cho nên là mình đi gọi là dự trù thời gian, mình đi sớm hơn một chút. Thì mình đến nơi là còn khoảng hơn 1 tiếng trước khi cái sự kiện diễn ra. Với mình nghĩ là hay là mình đi ăn trước khi mình vào. Thế nhưng mà không hiểu sao rất may mắn là mình đã bảo là thôi hay là cứ vào xem cái chỗ địa điểm nó như thế nào để tí nữa đến cho nó nhanh. Thì cái lúc mà mình vào cái hiệu sách đấy ý, thì mặc dù là còn 1 tiếng nữa mình đến chương trình, nhưng mà cái khán phòng diễn ra cái sự kiện đấy là nó đã kín rồi. Mọi người đã ngồi kín hết tất cả các chỗ ngồi và chỉ còn lác đác một vài chỗ đứng. Thế là mình bảo là thôi mình phải vào đứng ngay ở đấy, chứ không thì đến lúc tí nữa thì chỗ đứng cũng không còn nữa.
Đấy thì để nói là cái sức hút của cái sự kiện đấy như thế nào, đã đứng ở đấy suốt hơn một tiếng, chân gọi là tê dại luôn, không dám đi đâu tại vì sợ mất chỗ. Cái lúc mà anh ấy bước vào ấy, anh ấy là một người rất là nhỏ bé, nhưng không hiểu sao có một cái nguồn năng lượng tỏa ra từ con người anh ấy, nó có một cái sự khiêm tốn nhất định, nhưng mà nó lại cũng có cái sự tự tin nhất định, và khiến cho tất cả mọi người đều có cái cảm giác mong chờ, cảm giác tôn trọng. Thì cái buổi nói chuyện này nó diễn ra như thế này. Đầu tiên là anh ấy đọc một cái đoạn trích trong cái cuốn On Earth We Are Briefly Gorgeous, và sau đấy thì anh ấy trò chuyện với một cái người dẫn chương trình, cũng là một tác giả, một nhà văn. Và sau một vài câu hỏi giữa hai người thì đoạn sau là khán giả trong cái buổi hôm đấy có thể đặt câu hỏi cho anh ý. Thì có một cái điểm mà mình nhận ra, đấy là hầu hết các cái bạn mà tham gia buổi hôm đấy mà đặt câu hỏi thì có vẻ như đều là những cái sinh viên của những cái chương trình viết văn. Thế cho nên là các câu hỏi của bạn ấy, các bạn ấy mang tính chuyên môn khá là nhiều. Nó thiên về là tại sao anh lại sử dụng cái thủ pháp như thế này ở đây, cái điều gì đã thôi thúc gây động lực cho anh để viết cái đoạn nó như này. One of the things we should preserve as writers is the notion of wonder. You said it, awestruck wonder, and that's something that the world tells us to get rid of because it's seen as immature, it's seen as a retardant to growth. Phải nói thêm một chút là cái người mà đi cùng mình cái buổi hôm đấy là người yêu mình thì không biết gì về Ocean Vương cả, chưa từng đọc sách, chưa từng đọc thơ gì của anh ấy cả, chỉ là đi cùng với mình vì biết là mình muốn đến cái sự kiện đấy thôi. Thế nhưng mà cái hôm đấy khi mà đến đấy nghe Ocean Vương nói thì phải nói là cả hai bọn mình đều cực kỳ ấn tượng, mà có những cái giây phút mà kiểu bọn mình kiểu nhìn nhau kiểu wow, tại sao một con người mà kiểu nhỏ bé như thế có thể nói ra những cái chiêm nghiệm, những cái suy nghĩ rất là sâu sắc, một cách nhìn nhận về thế giới, về chiến tranh, về sự tàn phá, về sự sống, về sự tồn tại, về sự rực rỡ của con người, theo một cái cách như thế, thì bọn mình đều kiểu rất là bất ngờ và đều kiểu rất là ấn tượng. Một trong những cái điểm mà mình nhớ nhất ở cái buổi hôm đấy là anh ấy nói về một cái khái niệm mà anh gọi là proximity. Proximity tức là độ gần, khoảng cách gần. Anh ấy nói là ở trong cái văn học nói chung, đặc biệt là văn học phương Tây, thì luôn luôn có một xu hướng là một câu chuyện ấy, nó sẽ xây dựng các nhân vật, trong đấy thường là sẽ có một hai nhân vật chính, và cái diễn biến của câu chuyện thường là đi tới một cái đoạn mà nó sẽ xảy ra một cái xung đột nào đấy, một cái nút thắt nào đấy, và cái nhân vật chính họ sẽ giải quyết cái xung đột, cái nút thắt đấy, thì để đưa cái câu chuyện lên cao trào, và sau đấy là câu chuyện có thể kết thúc. Thì đấy là cách mà các nhà văn phương Tây thường xử lý tác phẩm của họ. Thế nhưng anh bảo là tại sao lại phải như thế, tại sao lúc nào cũng lại phải có xung đột giữa các nhân vật, và tại sao lúc nào cũng phải có một nhân vật chính, luôn là một cái gọi là cuộc chiến giữa có thể là bên chính diện và bên phản diện đi. Tại sao không thể là một câu chuyện mà tất cả các nhân vật đều có thể là nhân vật chính? Đây là cái chỗ mà cái proximity xuất hiện. Chỉ riêng cái việc mà bạn đặt tất cả các nhân vật cạnh nhau để cho cuộc sống của họ diễn ra, để cho những cái tương tác của họ chính là cái câu chuyện. Đâu phải lúc nào cũng cần xung đột, đâu phải lúc nào cũng cần phải có một cái đấu tranh gì đó thì mới là một câu chuyện hay đâu. Thì đấy là cái mà anh ý chia sẻ. Mình rất là thích cái đoạn đấy. Phần lớn trong cái buổi nói chuyện đấy thì hầu như là cái gì anh ấy nói ra mình thấy cũng rất là hay, cũng rất là đáng để suy nghĩ. Nhưng mà đỉnh cao của cái buổi hôm đấy và là cái giây phút mà mình nhớ nhất là cái đoạn cuối cùng của cái buổi nói chuyện đấy. Anh ý muốn hát. Cái giọng hát của anh ý thì tức là mình cũng chẳng phải chuyên môn gì, nhưng mà mình không nghĩ là nó là một cái giọng hát kiểu cực kỳ hay, cực kỳ đặc biệt hay gì cả. Nhưng mà nó là một cái giọng hát đầy nội lực, đầy xúc cảm, và mình cảm giác nó xuất phát từ chính cái tâm hồn, cái trái tim của anh ý. Thì cái giây phút mà cái giọng hát của anh ý vang lên, tất cả mọi người im lặng, và mình cảm giác là một cái năng lượng nó lan tỏa trong cái khán phòng đấy, nó rất là từ từ nhưng mà nó rất là mạnh mẽ, rất là quyết liệt, và mình phải thấy gọi là sởn da gà với cái giây phút đấy. Mình cực kỳ xúc động. Mình nghĩ đến một cái từ, khi mà mình nghĩ về anh Ocean Vương, mình nghĩ đến cái từ đấy. Đấy là một cái từ mà mình không biết dịch ra tiếng Việt như thế nào. Nó là từ
unapologetically himself. Tức là anh nghĩ là chính anh nghĩ một cái người đồng tính, một cái cậu thanh niên trẻ sống ở nước Mỹ trong một cái giai đoạn rất là phức tạp, tại một cái vùng đất nó cũng rất là nhiều phức tạp, với những cái nỗi ám ảnh, những cái quá khứ về chiến tranh, với những cái trăn trở về giới tính, về về cuộc sống, về con người mình trong lúc lớn lên. Nhưng mà anh ấy tìm ra cái tiếng nói của mình. Anh ấy là một người rất nhỏ bé, giọng nói thì rất nhẹ nhàng, rất dễ thương, thế nhưng mà nội lực thì rất là lớn, và cái chiều sâu trong tâm hồn, trong suy nghĩ, trong trái tim của anh ấy, mình cảm thấy là nó có một cái sức cuốn hút đối với tất cả những người ngồi trong cái khán phòng ngày hôm đấy. Bright morning stars are rising. Bright morning stars are rising. Thì sau cái buổi hôm đấy thì nó cũng có một cái phần là để cho khán giả có thể lên nói chuyện ngắn với anh ý, và chủ yếu là để xin chữ ký của anh ý cho quyển sách. Thì mình cũng ở lại đến đoạn cuối và mình cũng có xin chữ ký của anh ý. Thì đây cái cuốn sách của mình nó cũng có chữ ký của anh Ocean Vương. Mình cũng nói chuyện một chút với anh ý bằng tiếng Việt. Nhưng mà mình thì kiểu hơi fan girl một tí lúc đấy, kiểu lắp ba lắp bắp chả biết nói gì. Xong rồi thế là thôi, tiếp đến người tiếp theo. Thế nên là mình cũng không có dịp gọi là trò chuyện gì nhiều với anh ý. Thì từ nãy giờ mình đã nói rất nhiều rồi, nhưng mà có lẽ là tất cả những cái mình nói chưa chắc là những cái mà bạn đã chờ đợi ở trong cái video này. Bởi vì mình nghĩ là phần lớn mọi người muốn biết thêm về cuốn On Earth We Are Briefly Gorgeous, là cái cuốn sách mà Nhã Nam xuất bản. Và mình có thể cảm thấy được cái sự đón chờ, cái sự mong đợi rất lớn từ bạn đọc trong nước. Bây giờ mình sẽ nói một chút về cuốn sách này. Như mình đã nói từ đầu đến giờ thì nó là một cái cuốn fiction, nói về cái sự lớn lên của một cậu bé mà tên là, ở trong chuyện tên là Little Dog. Và mẹ và bà của cậu thì nuôi dạy cậu ở Mỹ. Tuy nhiên là họ có những cái ám ảnh về chiến tranh. Và bản thân cậu khi mà lớn lên là một cậu bé rất đặc biệt như thế thì cũng có rất nhiều thứ phải trăn trở, phải suy nghĩ. Cuốn sách này nó mô tả những cái suy nghĩ đấy theo một cách rất là thực, rất là trần trụi. Tức là cái cuộc sống nó hiện ra ở trong trang sách với tất cả cái vẻ mặt của nó, từ đau đớn đến hạnh phúc, đến trăn trở, đến mệt mỏi, đến sợ hãi, đến niềm vui, tức là tất cả mọi thứ. Tất nhiên là trong đấy cái phần mà phần bóng tối nó khá là nhiều so với cả phần ánh sáng. Thế nhưng mà cái giọng văn của Ocean Vương thì mình đọc thì mình có thể cảm thấy là kiểu đây là nhà thơ, tại vì anh ấy sử dụng rất là nhiều ẩn dụ. Các cái lời văn ngôn ngữ nó rất là đẹp, nó thường là đa nghĩa và thường có những cái biện pháp tu từ ở đấy. Thì cái điểm mà mình gọi là trân trọng nhất ở cuốn sách này ấy, là nó đưa đến một cái tiếng nói, như mình đã nói ở trên rất là nhiều, tức là cái tiếng nói của một cái con người với một cái danh tính rất là đặc biệt. Và cái tiếng nói đấy là cái tiếng nói mà chưa từng xuất hiện nhiều ở trên văn đàn, chưa từng xuất hiện nhiều trong văn chương của nước Mỹ nói riêng và văn chương của thế giới nói chung. Và chỉ nội riêng cái việc một con người nói lên cái câu chuyện của mình, nói lên cái tiếng nói của mình, đối với mình bản thân đấy, đó đã là một cái sự rất rất là đáng trân trọng. Một cái tiếng nói mà mình rất là vui vì nó đã xuất hiện trên văn đàn. Và mình nghĩ là mọi người sẽ không nên kỳ vọng là đây là một cuốn sách đẹp như thơ, như cái tên gọi là Một Thoáng Ta Rực Rỡ Ở Nhân Gian, đúng không? Câu chuyện này nó đầy những cái khó khăn, nó đầy những cái đấu tranh nội tâm, nó đầy những cái chật vật của một người đi tìm cách diễn giải những cái thứ xảy ra xung quanh mình, những thứ xảy ra với cả mẹ mình, với cả bà mình, với những cái thế hệ trước mình, những cái nơi nào thì gọi là nhà. Và cái cuốn sách này vì nó được viết ở dưới dạng là bức thư của đứa con gửi cho mẹ,
Cho nên là nó đôi khi nó rất là lộn xộn, nó không phải theo một cái trình tự gì, nó không phải là một cái câu chuyện gì tuyến tính xuyên suốt từ đầu đến cuối, mà nó là những cái suy nghĩ dọc ngang, nó là những cái xúc cảm và những cái ký ức, những cái kỷ niệm này kia chắp vá vào với nhau, đôi khi cảm giác như là nó rất là ngẫu nhiên. Thế nhưng mà thực ra thì mình cảm thấy là có một cái chủ ý, một cái cấu trúc ở trong đấy. Thì mình muốn đọc một cái vài đoạn ngắn để cho các bạn hình dung là cái ngôn ngữ trong cái quyển này nó như thế nào. Đoạn đầu tiên là trang 63. To be or not to be, that is the question. A question, yes, but not a choice. Trang 156. The children, the veal, they stand very still because tenderness depends on how little the world touches you. To stay tender, the weight of your life cannot lean on your bones. Cái đoạn này mình có một sự đồng cảm rất là lớn. Một cái đoạn nữa mình cũng thấy hay là trang 216. All freedom is relative, you know too well, and sometimes it's no freedom at all, but simply the cage widening far away from you, the bars abstracted with distance but still there, as when they free wild animals into nature preserves, only to contain them yet again by larger borders. But I took it anyway, that widening, because sometimes not seeing the bars is enough. Rất vui là Nhã Nam đã quyết định dịch cái cuốn sách này và mang đến cho bạn đọc Việt Nam. Thì mình hy vọng là mọi người sẽ đón nhận cái cuốn sách này. Nếu như bạn đã đọc cuốn sách này hoặc là có những cái suy nghĩ gì đó về cuốn sách này thì hãy cho mình biết ở dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã xem video đến đây. Xin chúc các bạn một ngày thật vui, và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào một dịp khác. Bye!